Tất cả các địa phương phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ, cần nhất quán một chiến dịch hiệu quả cả về y tế và kinh tế xã hội. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào chiều nay. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh cần ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng ở một số thành phố lớn, một số tỉnh tập trung nhiều công dân như thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương. Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trước hết là 20 tỉnh, dừng các lễ hội, các hoạt động tôn giáo, tập trung đông người, hạn chế đi chúc Tết du xuân trong những ngày đầu tháng giêng này. Ngành y tế các địa phương và các bệnh viện xét nghiệm lại các chuyên gia vào Việt Nam một cách nghiêm túc, quản lý chặt chẽ hơn nữa các khu vực cách ly, phong tỏa, không để lây nhiễm chéo trong khu vực bị cách ly. Trước hết, ngành y tế tập trung cho Hải Dương, cho thành phố Hà Nội, cho thành phố Hồ Chí Minh để cùng các địa phương này có những biện pháp mạnh mẽ, toàn diện. Trong đó, chúng tôi đồng ý với ngành y tế và tỉnh Hải Dương là giãn cách xã hội thực hiện chỉ thị 16 đối với toàn bộ tỉnh Hải Dương để ngăn chặn ổ dịch này một cách quyết liệt, cụ thể, hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội có thể giãn cách một số khu vực mà chúng ta cho rằng có thể khả năng lây nhiễm cao. Trước tình hình dập dịch còn chậm, Thủ tướng yêu cầu ngành y tế chỉ đạo thường xuyên hơn nữa, nhanh chóng dập dịch, trong đó có vấn đề dập dịch từ các cơ sở y tế, chỉ đạo các cơ sở giải mã trình tự gen, chủng virus mới, phải có biện pháp phù hợp. Cụ thể là virus Nam Phi xuất hiện mà chúng ta chưa có phác đồ cụ thể nào để điều trị, do vậy cần phải nhanh chóng hơn. Thủ tướng đồng ý rà soát lại quy trình phòng dịch, bảo đảm chặt chẽ rõ ràng, tránh hiểu sai, không để dân hoang mang, nhưng cũng không được để dân chủ quan. Chuẩn bị sẵn sàng cách ly lớn khi tình huống xấu có thể xảy ra, trở lại trạng thái như là lúc đầu chúng ta đã làm. Ngành y tế xem xét khả năng thực hiện dịch vụ xét nghiệm theo nhu cầu và đồng chi trả để nhà nước và nhân dân cùng đóng góp. Ngành y tế phối hợp với ngành công thương đảm bảo sinh phẩm xét nghiệm, vật tư, trang thiết bị y tế được cung ứng đầy đủ kịp thời cho công tác phòng chống dịch. Tiếp tục hoàn thiện công cụ khai báo y tế phù hợp, hiệu quả, thuận lợi cho người dân, cho các tổ chức, các đơn vị triển khai thực hiện. Tiếp tục khẩn trương chỉ đạo thực hiện nhập khẩu vaccine để sớm đưa vaccine về Việt Nam phục vụ người dân, thúc đẩy nhanh việc nghiên cứu sử dụng các vaccine sản xuất trong nước. Trong lúc này, nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh, có hướng dẫn việc học sinh học trực tuyến hoặc một số bộ phận nghỉ học để phòng chống dịch, do Bộ và tỉnh, thành phố quyết định như thành phố Hà Nội và một số địa phương khác đã làm. Bộ Quốc phòng, các địa phương tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát chặt đường biên giới trên bộ, đường thủy, quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng vượt biên trái phép, gây nguy hại, lây lan dịch bệnh ra cộng đồng từ nhập cảnh trái phép.